Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình xung đột ở Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine lên tiếng sau vụ kho dầu Nga ở Crimea bất ngờ cháy dữ dội. Ukraine khuyến cáo người dân ở Crimea tránh xa các cơ sở quân sự trên bán đảo sau khi một kho dầu của Nga ở đây bất ngờ cháy dữ dội, nghi do bị tấn công bằng máy bay không người lái UAV Người dân trên bán đảo Crimea nên tạm thời tránh xa các cơ sở quân sự. Trang tin Pravda dẫn thông cáo của ông Andriy Zusov, đại diện cơ quan tình báo quân đội Ukraine ngày 29 tháng 4. Ông cũng cho biết thêm rằng vụ nổ kho dầu của Nga ở thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm 29 tháng 4 đã khiến phá hủy hơn 14 bồn chứa dầu, khoảng 40.000 tấn. Đây là dầu sử dụng cho hạm đội Biển Đen của Nga đồn trú tại Sevastopol. Ngoài ra, quan chức Ukraine đã ám chỉ trong tương lai, Nga có thể gặp những sự vụ tương tự. Bình luận được đưa ra không lâu sau khi ông Mikhail Zarozhev, thống đốc chính quyền thành phố Sevastopol thông báo, kho dầu ở thành phố này bất ngờ cháy dữ dội, nghi do bị UAV tấn công. Đám cháy đã lan rộng một khu vực khoảng 1.000 m2, hơn 150 lính cứu hỏa và 50 xe cứu hỏa tham gia khống chế đám cháy. Theo lời quan chức này, hai UAV đã nhắm vào cơ sở chứa dầu nói trên, nhưng chỉ một chiếc tiếp cận được trong khi chiếc còn lại bị bắn hạ. Sau khi đánh giá tại hiện trường, các chuyên gia chỉ ra chỉ một UAV tiếp cận tấn công vào bồn chứa dầu, chiếc còn lại bị bắn rơi bằng vũ khí nhỏ của Hải quân Nga. Mảnh vỡ được phát hiện trên bờ biển, gần cảng dầu, ông Zavozhev cho hay. Ông cáo buộc Ukraine đứng sau vụ việc, tuy nhiên Ukraine không xác nhận hay phủ nhận vai trò trong vụ nổ này. Thành phố Sevastopol nằm trên bờ biển phía tây nam của Crimea, khu vực sát nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2014. Thành phố cảng chiến lược này là nơi đóng quân của hạm đội Biển Đen Nga và nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và xuồng cảm tử kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Nga sát nhập bán đảo Crimea từ đầu tháng 3 năm 2014, coi đây là lãnh thổ không thể tách rời. Moscow cũng nhiều lần cảnh báo Ukraine có thể gánh hậu quả thảm khốc nếu tìm cách tấn công vào bán đảo này. Bất chấp cảnh báo, giới chức Ukraine khẳng định sẽ sớm giành lại Crimea. Trong hơn một tháng qua, quân đội Ukraine đã điều động nhiều binh sĩ và trang thiết bị hạng nặng tới khu vực miền nam nước này. Điều này cho thấy Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch phản công quy mô lớn nhằm giành lại các vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát, trong đó có cả bán đảo Crimea. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định lực lượng của Nga đã suy yếu đáng kể hơn một năm xung đột. Do vậy, nguy cơ Ukraine hứng tổn thất lớn trong kịch bản giành lại Crimea cũng thay đổi. Cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu Ben Hodges cho rằng, để giành được Crimea, Ukraine cần thực hiện một chiến lược gồm ba giai đoạn, cô lập, tập kích và kiểm soát. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tỏ ra hoài nghi về khả năng của Kiev giành lại Crimea. Các lực lượng của Nga đã tăng cường phòng thủ trong nhiều tháng qua để chuẩn bị cho cuộc phản công của Ukraine ở phía Nam. Những thách thức địa lý chỉ có riêng ở Crimea sẽ gây ra rủi ro lớn cho bên tấn công. Nga đổi chiến thuật từng bước làm tiêu hao hệ thống phòng không của Ukraine. Không quân Nga gần đây đã thay đổi chiến thuật và tăng cường các hoạt động tấn công. Alexei Dmitrashkovich, người đứng đầu trung tâm báo chí của Ukraine cho hay. Theo ông Dmitrashkovich, không giống như trước đây khi chiến đấu cơ Nga chủ yếu tiến hành các cuộc tuần tra phòng thủ, gần đây họ đã tiến hành các hoạt động phối hợp, hai máy bay đánh lừa các lực lượng phòng không của chúng tôi và chiến đấu cơ thứ ba thực hiện tấn công. Từ tháng 11 năm 2022, khi Moscow rút khỏi hữu ngạn sông Dnieper ở khu vực Kherson, máy bay chiến đấu Nga chủ yếu tiến hành các hoạt động phòng thủ. Các nhiệm vụ trên không dọc chiến trường được tiến hành nhằm ngăn cản chiến đấu cơ Ukraine tấn công lực lượng mặt đất Nga, đồng thời yểm trợ cho quân đội Nga. Các máy bay chiến đấu Nga như Su-35S và Su-30SM bay tuần tra trên không 24 trên 7 tại các khu vực được chỉ định, trong khi MiG-31BM thỉnh thoảng cũng tham gia những cuộc tuần tra như vậy. Các chiến đấu cơ này được trang bị các tên lửa không đối không hoặc kết hợp giữa tên lửa không đối không và tên lửa chống bức xạ. Tên lửa chống bức xạ được sử dụng để tấn công vào bất kỳ hệ thống radar nào của Ukraine, phát ra bức xạ để theo dõi máy bay chiến đấu Nga các máy bay chiến đấu của Nga bay tuần tra để ngăn chặn radar của Ukraine và bảo vệ các máy bay ném bom Su-34, máy bay tấn công Su-30SM, Su-25 và trực thăng tấn công Mi-28, Mi-35, Ka-52. Trước đó, các chiến đấu cơ tuần tra trên cũng đã ngăn cản các máy bay tấn công của Ukraine Mi-29, Su-25 và Su-24 nhắm vào quân đội Nga trên tiền tuyến. Vai trò then chốt của thần chết siêu thanh. Khả năng của tên lửa KH-31P nhằm phá hủy bất kỳ hệ thống radar nào của Ukraina, đóng vai trò then chốt trong chiến thuật giành ưu thế trên không của Nga. KH-31P được thiết kế để phá hủy các hệ thống radar của tên lửa đất đối không tầm trung và tầm xa, các hệ thống radar kiểm soát chiến dịch trên không và radar cảnh báo sớm. Tên lửa này sử dụng đầu dò thụ động để hoạt động trong một vài chế độ tự điều khiển, bao gồm tìm kiếm tự động và kiểm soát bên ngoài. Đầu dò băng thông rộng bao quát toàn bộ phạm vi tần số hoạt động hiện tại và ước tính đối với các hệ thống phòng không của đối phương. Các phi công Nga thường gọi KH-31PD là thần chết siêu thanh, cho thấy tên lửa này thực tế gần như không bị tổn thương trước các hệ thống phòng không của đối phương nhờ tốc độ cao và khả năng tấn công đáp trả. Nga khẳng định tỷ lệ thành công của tên lửa KH-31PD trong các chiến dịch ở Ukraine là 98%. Chấp nhận rủi ro để làm tiêu hao hệ thống phòng không đối phương. Lý do chiến đấu cơ Nga hoạt động ngoài hệ thống phòng không Ukraine bất chấp năng lực của tên lửa KH-31P là bởi Kiev sử dụng hệ thống kiểm soát và cảnh báo sớm từ Mỹ và NATO giúp nhận được thông tin về mục tiêu trong thời gian thực nhờ vậy các tên lửa của ukraine có thể nhắm vào các máy bay chiến đấu của moscow mà không cần kích hoạt radar tìm kiếm gây rủi ro cho chiến đấu cơ và phi công nga tuy nhiên theo một quan chức ukraine chiến đấu cơ nga hiện không còn ở ngoài tầm hoạt động của các hệ thống phòng không của ukraine thay vào đó chúng tiến vào các vùng không phận giao tranh để khiêu khích hệ thống phòng không của ukraine tấn công và từ đó xác định được vị trí các hệ thống này Nói cách khác, chiến đấu cơ Nga chấp nhận rủi ro để làm tiêu hao các hệ thống phòng không của Ukraine. Ngoài ra, Kiev dường như đang cạn kiệt dần tên lửa phòng không. Các máy bay chiến đấu của Nga ở độ cao trung bình và được trang bị các hệ thống tác chiến điện tử đã làm giảm khả năng thành công của các cuộc tấn công tên lửa. Rõ ràng, Nga tin những rủi ro có thể chấp nhận được và đã đến lúc để tấn công. Theo ông Dimitras Koukis, Nga bắt đầu sử dụng UAV cảm tử theo cách khác. Moscow đang dùng UAV Jordan 2 để khiêu khích hệ thống phòng không Ukraine tấn công và sau đó tấn công lại các hệ thống này bằng UAV Lancet. Tận dụng khả năng của bom lượn Không quân Nga trước đó đã sử dụng bom lượn UPAB 1500B, PBK 500U Dren và Grom Thunder trong các chiến dịch trên không nhằm vào các lực lượng của Ukraine. Những quả bom này có tầm hoạt động khoảng 60 km và chứa từ 500 đến 1.500 kg thuốc nổ. Các vụ nổ trên phạm vi lớn từ những quả bom này có thể khắc phục bất kỳ sự thiếu chính xác nào trong quá trình định vị. Nếu hệ thống phòng không Ukraine không thể tấn công những quả bom này, Kiev sẽ phải đối mặt với một kịch bản rất tồi tệ. Nhưng ngay cả khi có thể nhắm vào chúng, Ukraine vẫn đối mặt với rủi ro bị tấn công từ tên lửa KH-31P được phóng từ máy bay chiến đấu Nga trong các cuộc tuần tra nhằm giành ưu thế trên không. Trước đó, Air Asian Times đưa tin, Nga dường như đã triển khai UAV tấn công hạng nặng LL Sirius dọc tiền tuyến ở Ukraine. Những UAV này có khả năng thả những quả bom dẫn đường chính xác, nặng 100 kg từ khoảng... Nga tiến sâu vào pháo đài Bakhmut đe dọa đường tiếp viện huyết mạch. Lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner tuyên bố tiến sâu thêm vào thành phố Bắc trong khi Ukraine tiếp tục phản công ở mặt trận này. Hôm nay, các đơn vị của Wagner đã tiến được 100 đến 150 mét, vì vậy đối phương đã kiểm soát hơn 2,98 km vuông lãnh thổ Bắc Mớt. Ông Yakhani Prigozhin, người đứng đầu lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner, thông báo trên Telegram hôm 29 tháng 4. Trong thời gian qua, quân đội Nga cùng các thành viên của lực lượng Wagner đã tiến hành nhiều chiến dịch với mục tiêu kiểm soát thành phố Chachosta ở phía tây Bắc Mớt. Ngoài vị trí là một cao điểm chiến lược, tuyến đường nối trang sốc ra với Bakhmut là một trong số ít những tuyến đường tiếp viện còn lại của Ukraine tại trào lửa Bakhmut. Theo các quan chức thân Nga tại Donetsk, cắt đứt được tuyến đường huyết mạch này sẽ khiến cho điều kiện tác chiến của Ukraine gặp nhiều khó khăn do thiếu đạn dược, vũ khí, lương thực và thuốc men. Ngoài ra, tuyến đường này cũng giúp quân đội Nga khép chặt vòng vây với Bakhmut, qua đó đẩy nhanh chiến dịch giành quyền kiểm soát pháo đài tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, ông Sergei Cherevasti, người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine ở miền Đông, hôm 29 tháng 4 tuyên bố Nga vẫn chưa kiểm soát được con đường huyết mạch nối Chashevsa và Bakhmut, nơi được Ukraine sử dụng để cung cấp lương thực, thuốc men, vũ khí và những vật dụng thiết yếu khác cho quân đội và thường dân. Trong vài tuần qua, Nga đã lên tiếng về việc giành được con đường huyết mạch, cũng như kiểm soát hỏa lực liên tục đối với con đường này. Trên thực tế, mọi thứ không giống như vậy, Đúng là tình hình ở đó thực sự khó khăn vì Nga vẫn tiếp tục nỗ lực chiếm con đường này, cũng như nỗ lực tìm cách kiểm soát hòa lực. Tuy nhiên với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự, đặc nhiệm và pháo binh, nên lực lượng phòng vệ Ukraine không cho phép Nga cắt đứt tuyến hậu cần của chúng tôi, ông Chervasti khẳng định. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Ukraine nói rằng các kỹ sư và lực lượng hậu cần Ukraine đang tìm cách để mở ra những con đường mới, những động thái này nhằm cho phép Ukraine tiếp tế vũ khí, thuốc men, thực phẩm và đạn dược cho lực lượng Bakhmut, cũng như đưa những người bị thương ra khỏi mặt trận giao tranh khốc liệt này. Những trận chiến khốc liệt đang diễn ra nhưng không có sự hoảng loạn hay thiếu kiểm soát. Mọi người đều hành động theo các kịch bản định sẵn. Bộ Tổng tham mưu Ukraine hoàn toàn kiểm soát tình hình cộng với việc chúng tôi nhận thấy mọi ý định của đối phương và ngăn chặn chúng bằng hòa lực. Tất cả điều này cho phép chúng tôi tiếp tục giữ Bakhmut dưới sự kiểm soát của Ukraine, ông Cheresti nói thêm. Ông Cheresti cũng cho biết Nga buộc phải huy động lính dù tham gia các trận chiến ở Bakhmut vì lực lượng Wagner đang cạn kiệt. Ngoài ra, Nga đang cố gắng phá hủy cơ sở hạ tầng ở Bakhmut để các lực lượng Ukraine không thể sử dụng các tòa nhà ở thành phố này làm công sự, từ đó gây khó khăn cho lực lượng vũ trang của Ukraine. Nga đang làm mọi cách để phá hủy cơ sở hạ tầng của thành phố nhiều nhất có thể vì việc di chuyển trong một khu vực với nhiều tòa nhà khá khó khăn. Điều này được thực hiện để chúng tôi không thể sử dụng các tòa nhà này làm công sự để xây dựng hệ thống phòng thủ, ông Cherovesty nói.